quẹo phải. Ở đó đây có tượng đài hai người lính thủy quân lục chiến ở công viên Lam Sơn. Ô, các bé hôm nay được mặc áo đẹp quá bà con. Wow, áo vàng, áo đỏ. Trời ơi, cái con dễ thương quá. Trường này không biết trường nào ha, mà cho cái con mặc đồ đẹp quá. Này chắc mầm non á, mà cho ra trước trước nhà hát thành phố đi chụp hình là quá tuyệt vời. À, mấy cái trường học mà vậy là ba mẹ còn ưng lắm á. Mấy đứa này nó còn nhỏ mà đâu có cần phải học hành nhiều. À, phải cho mấy cái hoạt động vui chơi gì đó là ba mẹ còn chịu à. À, đây là Caravel. Còn cái chỗ này nè bà con, hồi xưa là cái ngân hàng đó, tên gì ba mẹ còn quên rồi, bà con bác nào có biết thì xin bà con bác chỉ giúp ba mẹ cầu chứ. Ba mẹ cầu chỉ biết ở đây là cái ngân hàng thôi. À, đây là nhà hàng Hoàng Long nè. Hồi xưa đó là bốt trong lộ nha bà con. Rồi, ở đây có hai cái bên đây. Hồi xưa là quân đội Mỹ đóng đây nè. Còn cái bãi cỏ bên đây nè, hồi xưa đó là bãi đậu xe hơi. Rồi, quẹo đây. Đường này đường Hai Bà Trưng. À, chúng ta đang đi lên dốc nè. Đây là cư xá Rin nè. À, chúng ta đang đi lên dốc. Dốc này người ta gọi là dốc sương mù. Đường Lý Tự Trọng. Đường này hồi xưa đó là đường Gia Long. Hồi xưa đi chiếc Camry này cũng ngon lắm nha bà con. Ôi chà. À, hồi xưa đi chiếc Camry đó cũng ngon á. Nhưng mà giờ Camry thường rồi. Bên tay trái này là bệnh viện Đồng Đức, bệnh viện Ran đó bà con. Còn bên đây là viện trao đổi văn hóa với Pháp nè, IDCAP. Ở đây là ngã ba Thái Văn Lung. Cổng chính của bệnh viện Đồng Đức hồi xưa là nằm đây. Ở đó cái cổng đẹp lắm bà con, mà tự nhiên có một chiếc taxi á tông ba nó rồi xong, kể từ đó là giờ thay bằng cái cổng bê tông rồi.
Rồi, giờ 30 cầu quẹo vào đây, con đường này đường Chu Mạnh Chinh. Cái Camry kia 2.5, cái này Camry có 2.0 à. Đó, con đường này đường Chu Mạnh Chinh nè bà con. Phía bên tay trái 30 cầu đây là khu mà coi như là người Bắc bán đồ, người Bắc bán trực tiếp từ Hà Nội luôn bà con. À, bà con mất muốn mua gì ở đây cũng có hết, đặc sản Hà Nội. À, khu này nè. À, bà con có bác muốn mua là đồ chuyển trong ngày luôn. À, cái nếp cá hoa vàng có luôn, bánh cuốn kim chì, thậm chí là coi như bà con muốn bác muốn ăn gì ở bên Hà Nội á, sáng cái chuyển cái trưa bà con bắt có luôn. Đó, tất cả đây nó đều có dịch vụ hết. Còn bên tay phải 30 cầu đây nè. À, bên tay phải này thì hồi đó nó là cái siêu thị đầu tiên của Việt Nam Cộng Hòa nè. À, đó nguyên cái khúc này nè bà con. Nguyên cái này nè. Rồi mình ra đây. Hồi xưa cái khu đất này nè, nó nằm phía trước kia là nhà của thống tướng Lê Văn Tị đó bà con. Hồi xưa nhà thống tướng Lê Văn Tị ở đây. Rồi bên tay phải 30 cầu đây nè. Cái mặt này nè, Tết Kim Băng này nè bà con. Hồi xưa đó là trường văn hóa quân đội, hay là trường thống nhất á. Trời ơi, ghê quá. Rồi bên tay trái của 30 cầu đây là bệnh viện RAN Đồng Đức, bây giờ đang đầu tư xây dựng lại nè bà con, bác thấy ghê không? Bà con. Rồi quẹo qua đây, con đường này là đường Mạc Đĩnh Chi. Trước mặt bà con bác đó là đại sứ quán Mỹ trước năm 1975 á, bây giờ tổng lãnh sự quán Mỹ. Bên tay phải này đó là đại sứ quán Anh, bây giờ tổng lãnh sự quán Anh. Hôm nay có người đi phiêu xin visa nè, nhưng mà ít rồi, bây giờ đâu còn ai xin nữa bà con, hết lễ rồi. Xin giờ mua vé máy bay đi chơi lễ đâu có kịp. Ôi, nói chứ cũng đông quá trời chứ. Ồ, bên kia kìa bà con. À, bên kia người ta xin visa, người ta đứng hàng bên kia. Rồi cái khúc này đi ra nè bà con, quá thấy mà người nào mà cầm bát bò nữa là biết rớt. Đây bát bò rồi rớt á. Không phải xin mà xin visa qua Mỹ không phải dễ đâu nha bà con. Hiện tại giờ Mỹ là một cái quốc gia mà khó xin visa nhất ở đối với Việt Nam, không biết chừng nào nó mới dễ đây. Đây là tổng lãnh sự quán Pháp nè. Bên kia là hồi xưa là cái trụ sở hãng xăng dầu Esso.
Con đường này đường Phạm Ngọc Thạch. Đường này hồi đó nó là đường Duy Tân. Rồi đầu tư dữ ha. Đó, đánh blast luôn, ghê ghê. Đâu, chạy mô tô. Bình thường bà con bác cho ba mẹ cậu chiếc đó, ba mẹ cậu không đi. Không thích mô tô lắm. Ồn ào, nặng nề. À, đây là nhà văn hóa thanh niên nè. Hồi xưa là trụ sở của Tổng hội Sinh viên Sài Gòn đó. Ồ, học kỳ quân đội. Để coi coi. Thầy mẹ cô để coi. Chúng con trưởng thành, đăng ký ngay học kỳ quân đội. Nhà văn hóa thanh niên. Để ba mẹ cậu về cho mấy đứa nhỏ đi. Ba mẹ cậu thích rèn cho tụi nó vô cái môi trường quân đội lắm. Kỷ luật. Một con người thành công á, xin thưa bà con cô bác, nếu mà không có đức tính kỷ luật là không bao giờ thành công được đâu. Đầu tiên là mình phải có kỷ luật. Trước khi mà mình kỷ luật người khác thì mình phải có kỷ luật với bản thân mình trước rồi đã. Tháng 7 chắc tầm thời gian đó nó đi được. Mấy năm trước ba mẹ cậu cũng tính cho nó đi rồi nhưng mà nó còn nhỏ quá. Năm nay hai anh em nó đi chung với nhau cũng được. Bên kia là hồi xưa đó là nhà của một cái ông chủ hãng bông Bạch Tuyết các bạn ơi. Còn bên đây là giám đốc nhà của giám đốc công ty điện lực. Còn ở đây cái này góc đường này nè là nhà của hai vợ chồng ông bà Ưng Thi. À, vậy là bốn góc đường này ba mẹ cậu chia sẻ cho bà con các bác biết hết rồi đó. À, đây là hồ con rùa. Hồi đó ba mẹ cậu thường hay uống quán cà phê Ly Ha nè. Ăn sáng cà phê. Bên tay phải này xưa nhà của ông La Thành đó bà con. Hãng dược á. Bên phải này nữa nè, viện đại học Sài Gòn. Sau năm 75 là trở lên đây là như là cái nhà may á, Sài Gòn 2, Sài Gòn 3 vậy đó. Đường này đường Võ Văn Tần. Võ Văn Tần này hồi đó là đường Trần Quý Cáp. Đây công ty nước nè, à, bây giờ vẫn còn nước ha. Qua luôn. Đây là đường Bát Tơ. Xin thưa bà con bác, bên tay trái của bà mẹ cậu đây nè là cái con đường hẻm đó dẫn vô cái biệt thự Hoa Lan đó. À, cái dinh thự Hoa Lan của ông Dương Văn Minh đó. Ở đó là đây nè bà con. À. Đây đó là cái biệt thự Hoa Lan của ông. Ông đó ông thích Hoa Lan quá. Rồi giờ bà mẹ cậu quẹo trái xuống. Đường này là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Bên tay phải là trường Lê Quý Đôn. Đường này hồi đó nó mang tên là đường Công Lý. Qua luôn.
bên tay trái này nhà của ông Nguyễn Thành Niệm đó bà con. Đây căn này nè. À, bên tay phải 30 cầu đây là Dinh Độc Lập. Ồ, Dinh Độc Lập hôm nay đông quá. Từng đoàn xe về luôn nè. À, xe chạy vô trong luôn. Ồ, vô luôn. Ồ, xe 50 chỗ vô được mà. À. 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Năm sau là 50 năm. Đây bà con các bác xem nè, à, từng đoàn người ra tới nè, à, có các em bé nè, à. Tới là mình phải đi vô đây mình mua cổng, ôi cha trang trí nè bà con, đẹp ha, à. Hôm nay làm ở đây một cái cổng đẹp ở đây, ba mẹ gọi thấy mấy cái sinh viên đại học cũng tới nè, đó. À, phòng bán vé ở đây ha, rồi à. Ngày này là người dân người ta thường hay đi vô đây lắm, tại vì là ngày cuối cùng của trước khi Sài Gòn đứt phim mà. Chở bà con nó ra chợ Bến Thành. Ở đây là tòa án nè, bên tay phải 30 cầu đây là Pháp Đình Sài Gòn. Hồi xưa đối diện qua Pháp Đình Sài Gòn này là cái gì bà con? Bà con có bác nào còn nhớ không? Bây giờ là Viện Kiểm sát Nhân dân nè. Khu vực cắm quay phim chụp hình. Tính lia máy qua cho bà con có bác xem nhưng mà thấy người ta để bán cắm. Quá trời ơi. Bên tay phải này hồi xưa là trại tạm cư Gia Long nè bà con. Vào năm 1954 đây có cái trại tạm cư ở đây. Bây giờ mời bà con bác cùng với ba mẹ rồi dạo một vòng chợ Bến Thành. Bên tay phải ba mẹ cầu đây xưa là rạp Lê Lợi nè, à, giờ là phòng trà không tên. Ở trong đây có bán bún bò Huế ăn cũng ngon. Trong hẻm ở đây nè, hẻm 136. Thank you.
vào đây mặt trước và Bến Thành. Đó, du khách quá trời luôn nè. Ở trời lễ 30 tháng 4 á bữa. Đông ghê mà con đó, người dân người ta xếp hàng người ta đổi đồ đó, quá trời luôn. Nói chung là ba mày cầu thấy là giống như bà con quá thấy không, họ vây kín hết, chỉ cần có chỗ đứng là họ vây liền à, họ tới liền luôn á. Lễ 30 tháng 4 giờ mình đi ăn cái gì ta? Hôm nay là ngày lễ cho nên để ba mẹ cô sẽ mời bà con bác đi ăn một món. Món gì đây ta? Mỗi lần mời bà con cô bác đi ăn là ba mẹ cô phải đau đầu lắm. Kiếm cái món gì nó ăn cho nó được được, nó ngon ngon. Vậy mới mời chứ. Ăn nó ngon thì nó mắc tiền quá. Trời ơi, Đà Nẵng, Huế, Hội An, Quảng Bình 4 ngày 3 đêm mà có 4 triệu mấy à. Đó, nhiều khi nó quảng cáo mình nhìn thấy nó không ngờ luôn á. Đây là bún chả Hà Nội nè. Không biết ở ngoài Hà Nội người ta có ăn lễ lớn không ha. Ngày 30 tháng 4 nè. Ba mẹ còn chưa có đi ra ngoài Hà Nội vào dịp 30 tháng 4. Không biết ở ngoài đó người ta có ăn mừng lớn không, chứ ở trong Nam này là nghỉ bà con bác thấy không, người ta nghỉ rồi ta đi chơi dữ lắm, hàng loạt các tiết mục biểu diễn này nọ. Con đường này là đường Lê Thị Riêng, hồi xưa là đường Ngô Tùng Châu. Ba mẹ cậu biết mình ăn cái gì rồi. Xin thưa bà con bác, ba mẹ cậu sẽ chạy ra ăn hủ tiếu cá cần. À, hủ tiếu cá cần nó có món thịt sườn ngon lắm. Sườn nó mềm sũng luôn á. Ngon lắm. Ăn hủ tiếu cá cần xong mua thêm cái bánh bao. À. Rồi thôi, ba mẹ con xin chào tạm biệt tất cả các cô chú anh chị và các bạn. Xin hẹn gặp lại các cô chú anh chị và các bạn vào video lần sau. Bye bye.